Hello. Quên hả? Hello. Quên Dạ nữa. tại đang ôn thi môn toán thứ năm thi. Thì Ừ, ôn môn sáng mai toán thi còn gì khó không? không? Dạ. Sáng nay thi được không? Sáng mai con thi cái Dạ gì được. không? Sáng mai con không thi gì hết. Tại vì ngày nghỉ, ngày thi, ngày nghỉ, ngày thi. À thế cũng đỡ. Trời ơi may quá. Ngày xưa cô đi thi là sáng sáng hai môn, sáng 2 đến 3 môn, chiều 2 đến 3 môn, nói chung là 3 ngày là phải xong hết tất cả mọi thứ. Học vậy mới 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 đi lên luôn. Có thời gian thì Ông vừa sáng lớp là 10. sáng đề dài không Cái ta? dạ Sáng đề đề dài nó cũng dạ không dài mấy, được một trang ở đâu 2 trang, không? Ừ. Có con cái kém gì mình nhất cái ôn phần, không? Cái nhắc cái phần gì? con kém nhất cái phần thi nghe, mà may mà cái phần thi nghe nó À. dễ. Nghe Nó hả? học Ờ. dạ À, vậy con nói không? Chỉ có nghe mới làm thôi hay là con nói nữa? dạ không nói, chỉ Cái có phần nghe với lại biết. thế viết cái phần lý thuyết đó làm được không? Dạ được. Ừ. Có phần ghép Có. từ rồi cái biến đổi từ này, cái có cái Ok. từ phát âm con khó Rồi. nữa. Để chuẩn bị tinh thần nhắc luôn nha. Sau bài học hôm nay, chúng ta sẽ cũng có một bài regular Trời ơi mới thi là ngày xong thứ mà. năm. Ngày thứ năm chúng ta sẽ có một bài test định kỳ. Và test định kỳ này nó sẽ, vì đáng lẽ là hôm nay nè là chúng ta đã test rồi, nhưng mà vì con bận nữa cho nên cô muốn ôn lại cái phần tự bị động cho con thêm một hôm nữa cho nó chắc. Rồi cái hôm thứ năm mình sẽ làm bài test định kỳ, nó không thể thay đổi lịch được nữa ha. Cô đẩy hết mức có thể rồi đó. Thì cái test định kỳ đó nó sẽ bao gồm kiến thức con đã học từ unit 1 cho đến unit 6. Rồi, và mình có cái lúc mà học là trong cái mail á, là nó có cái file giáo trình, là trong cái file giáo trình đó có một cái file Excel, con có thể xem cái tóm tắt kiến thức đã học ở trong đó, và mình sẽ dựa đó mình ôn nhé. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với the passive, bị động với thì gì đây? Thì hiện tại đơn và thì tương lai đơn. Cái gì từ lại đơn và cái gì đơn? Past simple. Hôm bữa giờ mình học hai cái thôi nha. Quá khứ. Quá Đó, đó, đó. Rồi. Thì cách dùng ở đây người ta nói lại cho mình nào. We don't know who did something. Our car was stolen last night. Xe của chúng tôi bị trộm tối hôm qua. Đây là thì gì? thì Thì gì? quá Đúng rồi. khứ Lúc này chủ ngữ là our car, xe của chúng tôi, our car. Tiếp theo bị là was. Cộng với V3 bị trộm ở đây là stolen. Và cộng với thời gian ở đây là thời gian trong quá khứ là last night. Rồi. Đối với trường hợp này chúng ta không dùng by được, tại vì đã gọi là bị trộm thì mình có biết ai trộm không? Đã bị gọi là bị trộm nghĩa là mình bị lấy đi mà mình không biết, cho nên chúng ta không có buy gì ở đây hết. Hoặc là nếu cùng lắm á thì mình có thể là buy the thief, mình gọi chung là các tên trộm chứ mình không có một người nào đó ha. Rồi. The thief was arrested last night. Tên trộm mới bị bắt vào tối ngày hôm qua. Mary was invited to the party. Mary được mời tới buổi tiệc. Đó, vì mình là người được mời, người ta đang nói về cái sử dụng bị động. Rồi, present simple, nhìn nào. They clean the room every day. Bây giờ chuyển đổi cho cô. Nhìn vào đây xem người ta chuyển đổi nhé. Nè, thì đối với cái câu này, they clean the room every day, mình sẽ có công thức như sau. Chủ ngữ là gì? Trong cái câu này chủ ngữ là gì? Clean. Ừ, chủ ngữ mà. Chủ ngữ là người thực hiện hành động. Đối tượng thực hiện hành động. Đây. Đây. Rồi, động từ. Clean. Clean. Rồi. Tân ngữ. Room. The room là đối tượng nhận hành động. Rồi everyday nó là trạng từ vân vân. Có thể bỏ qua. Rồi bây giờ chuyển cái này về thành bị động. Thì thứ nhất chúng ta sẽ chuyển cái bị động là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ lấy tân ngữ ra làm chủ ngữ. Và chúng ta chuyển động từ xuống dưới đây và chúng ta thêm
Is, am, are và chuyển verb thành verb. Verb 3. Còn cái này mình có thể dùng thành by. Vậy thì nó sẽ thành công thức. Từ are sẽ chuyển thành s. Lúc này v sẽ chuyển thành is, am hoặc là are cộng với v. V3. Đó. Và cái s này sẽ là nằm trong cái trường hợp là by. Cái gì đó. Đây chưa? Còn cái everyday thì con có thể thêm vào sau. Tại vì cái này là phần thêm vào. Rồi bây giờ con từ cái câu they clean the room every day, con viết thành cái câu bị động cho cô. Họ dọn phòng mỗi ngày sẽ thành câu cái phòng được họ dọn mỗi ngày. Finished. Chắc chưa? Nãy giờ đang sợ lại xem nó có đúng chưa hả? Ok. Nào, thì nói chung là làm cái này dễ thôi đúng không? Từ the room chuyển sang. Bây giờ nếu mà cô muốn thêm cái tân ngữ vào thì cô sẽ để nó ở đâu? Để nó Đằng sau này nha, sẽ nằm ở vị trí này nè. By. nếu mà để Yeah. Mà lúc này đã chuyển thành tân ngữ, they là chủ ngữ, khi chuyển thành tân ngữ nó phải thành by that. Được chưa? Đối với những cái từ chuyển thành tân ngữ, ví dụ mình có là bây giờ cô có I, you, we, they, he, she, it, đúng chưa? Đối với ôi những từ này, khi mà chuyển thành tân ngữ thì chúng ta sẽ từ I sẽ chuyển thành gì? Me, you thành do no, you vẫn là you thôi. We sẽ thành sẽ thành us. They sẽ us thành them. them Sẽ thành him him. She sẽ thành her. Và it thì vẫn là Ủa tại sao mà chữ he nó không thành hệ là chữ his mà nó thích chạy. làm sao chứ Đây tiên là là những cái chữ thứ gọi là không có quy tắc trong tiếng Anh, chỉ có một cái duy nhất đó là học thuộc. Ok, cái này cô cũng không giải thích được thiệt, tại vì nó sinh ra nó như vậy rồi. Rồi nha, đó là cách dùng đó. The room is cleaned. À, lưu ý nè. Và ở đây chỗ này the room là số ít mà con. Sao lại dùng are? Hỏi Duy. Có S đâu? Vấn đề nằm ở đây nè. Đọc đề không cởi. The room is cleaned every day by them. Mình thêm vào by them ở đây cũng được. By them every day. Không sao hết. Vị trí nó thay đổi nè. Chụp lại cái công thức này nhé.
Rồi, past simple tương tự. Rồi, giờ con không nói nữa, con tự chuyển sang cho đúng đi. They clean the room. Mình dạy con lại ta. Có ý nha, trong ngữ ừ. Yeah. Không chưa? Nhanh nào, nhanh lên làm bài tập nữa. Rồi con. Ok. Đó. The room was cleaned by them. Mình xong rồi mình phải không thể nào mà sai được nữa nha. Rồi người ta cho example. À. Rồi mình làm luôn câu example cho cô. Ở đây chúng ta có cả câu hỏi đó. Tự chuyển. Nè, Anna list ate the cheesecake. Anna list đã ăn cái bánh gì? Cheese. Phô À, phô mai. Rồi, vậy thì cái bánh phô mai đã bị ăn. Ở đây, tự ý tên riêng thì nghĩa là mình biết rõ cụ thể thì mình phải dùng by nhé. À, làm cho cô câu ấy, câu đầu câu number one này câu number three trước câu hỏi để sau. We waste too much fresh water every day. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều quá nhiều nước sạch mỗi ngày. Mỗi ngày đã bị lãng phí rất nhiều với chúng ta. Xác định chủ ngữ, động từ, tân ngữ, rồi chuyển và xác định thì nữa. À, cô chia cho luôn. Cô nhé.
nào. Mà không cần phải xóa hết đâu đâu, con viết xuống dưới, viết cái chỗ công thức đó, công thức là chủ ngữ, khi đã chuyển thành chủ ngữ thì phải cộng động từ nữa, to be hiện tại, to be quá khứ, rồi mới bếp đến bước ba chứ, sao tự nhiên để chia cái ít tình nữa. Con nói nghe mà cô không Ừ. hiểu. Ôi kỳ vậy, nãy mới ghi xong. Sao? Nếu mà nó từ cuối bị mất thì có lấy, nhưng mà từ này nó ở giữa nó không bị mất rồi đâu, là con sót rồi. Câu tôi kêu là viết thiếu cái gì thì viết thêm đúng một chữ đó ở dưới thôi, không phải viết lại cả câu đâu. Với lại cái câu lâu lắm, tại vì con viết chậm á. Nào làm câu 3. Ừ. Chưa hết ý. Rồi thôi, để check luôn. Nè, thấy không? Cái điều quan trọng người ta muốn nói ở đây là quá nhiều nước sạch, chứ không phải mỗi là nước sạch không thôi. Người ta để too much là có lý do hết đó. Now let's Là mình sẽ luôn. check. Ừ. Thì mình phải dùng thêm cả, cô đã để như vậy nghĩa là con phải dùng hết. Too much luôn. The GK was written by analyst Roy. How many languages do people speak in Canada? Có bao nhiêu ngôn ngữ được con được nói ở đây? Thì bây giờ mình chuyển câu này như thế nào? Hãy coi nó như là một cái câu bình thường thôi. Có bao nhiêu ngôn ngữ mà lúc này là được nói tới, thì bây giờ lúc này mình khi mà mình đọc cái câu hỏi lên language do people speak, nghĩa là mọi người ta nói tiếng gì, thì bây giờ là có bao ngôn ngữ được nói,
thì mình vẫn để cái chủ ngữ là languages. Lúc này cái languages nó được ở đầu và vẫn chuyển thành are spoken in Canada. Thay vì là mình nói cái chủ thể là people speak thì mình nói dùng are spoken. Rồi, sorry, trường hợp số 3. Đó. Too much fresh water is wasted by us every day. Lưu ý nhé, too much fresh water. Người ta đã cho như vậy nghĩa là người ta nhấn mạnh về cái việc là lãng phí quá nhiều. Nó có cả ý trong câu. Rồi, nói về cái agent. Đây, những cái trường hợp nào cần thêm tác nhân, những cái trường hợp nào không cần tác nhân. Đó, ví dụ như là một người nào đó có tên cụ thể như là Charles Dickens thì mình phải, những cái như mà là analyst hồi nãy đó, thì mình phải dùng dùng lại tên của người ta, đất là tên riêng, người ta đã ghi tên riêng rồi thì mình phải dùng by cho họ. Còn đối với những cái tác nhân mà nó chung chung như là someone nè, they nè, the đó thì mình sẽ không sử dụng nhé. Mình có thể bỏ luôn cho nó gọn. Đó, they took him to hospital. He was taken to hospital. The window was broken. Đó, hoặc là khi mà những cái tác nhân là đó, đây đó, những cái tác nhân chung chung như này á, người ta không xác định nhé, thì mình bỏ luôn. Rồi, bài tập nào. Complete with the present simple passive. Thì gì đây? Present simple, lưu ý nhé. Chia động từ thì ở đây chúng ta cần điền hai từ. Thứ nhất là be. Và thứ hai là gì? Be. Exactly. Còn lại chủ ngữ nó cho rồi. Tân ngữ nó cho hết rồi. Now, let's go. Biết dùng to be nào thì nhìn vào chủ ngữ. Còn V3 thì có hai loại, bất quy tắc và không, và có quy tắc vậy thôi. Rồi chữ mất tiêu luôn. À đây. Có hai. Thế còn chữ nào nữa? Yeah. Hai chữ chưa mấy. Chữ đó chưa. Ừ. Đúng rồi. Có vậy mà cứ mất tiêu. Thank you.
Rồi em thấy kỹ thôi. Tôi kịp đi xong nữa. Nó tập trung ghi đó, đọc ghi là một vấn đề đó. Như này coi chừng đi thi làm bài không kịp đó nha. Thi mày cũng thi on mà. Sao có bốn loại lạ ta? Mời, có gì đâu, tôi là người được mời. Hãy subscribe.
Now let's check because I'm kind of waiting for more. Rồi. S cộng với is and are cộng với ba. Ice cream is made. Bananas are grown. Yes. What can you visit? I do is. I am. Cộng với to be mà. Am is are. Tại sao lại phải I is ở đây? Trời ơi. Tức quá mà tôi không làm gì được hết. Tức lắm luôn á. Sao vậy? Ủa sao vậy? Con không nhớ là nó cộng được với am nữa hả? Tại sao tự nhiên cái câu này kỳ kỳ thì thay vì nói là tôi mời người ta thì bây giờ tôi là người được mời. I am invited. Vậy thôi. Cái gì khó đâu trời. Nào. Lunch is served. Rồi. Tìm lại cái từ này dùm. Nhìn sai rồi. Feed là được cho ăn chứ không phải là feel. Feel, felt, felt. Còn feed, fed, fed. Nhìn lại đi. Ừ, đúng rồi cô. Hả? Cái từ Feel. À, 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 cô đúng á. Đúng mà à, cô đúng á. Đó, đó. Cái đó là tài liệu đi. Có tài liệu mà chắc không kỹ. Rồi, the geography class is taught. Thứ nhất là cái tính nghĩ đơn giản. Cái thứ hai là tính cẩn thận. Đó, hai cái đó sẽ giúp con rất là nhiều trong những cái bài sau này. Rồi, the rooms are painted. Đó, xong rồi. Tự nhiên sai hai cái câu rất là trớt quớt luôn. I is what? Rồi, tiếp nhé. Write the sentences in the past simple passive. Rồi, lúc này là con phải viết lại câu luôn. Với câu này thì con sẽ viết cho cô ba câu đầu thôi. Còn bảy, bốn câu sau mình sẽ về nhà tự viết. Và nhớ chút bài cho cô đấy nha. Ừ. Cái chỗ này là cô sẽ gạch. Con viết cho cô ba câu đầu. Ok. The toothbrush invented in the 15th century. Bàn chải đánh răng được phát minh vào thế kỷ thứ 15. Cặp kính mắt đầu tiên được đeo vào những năm 1200. Chiếc xe đạp đầu tiên được lái vào năm 1791. Rồi. Vẫn là công thức như cũ, chủ ngữ cộng. Lúc này thì quá khứ thì dùng cộng với gì? Cộng was, were. Was, were. Cộng với về bà. Nhá. Và sau đó cộng với ba chấm. Cái gì đó người ta cho gì biết cái đó. Ok, three sentences. Ta câu đầu. Invent chứ không phải là invite. Đó, invite là được mời, còn invent là được phát minh nhé. Đó, mới nhắc sau đúng không? Cái gì? Cẩn thận đúng không? Rồi, viết câu dưới đi, có sửa câu này lên nha. Chứ còn đợi con viết lại cả câu nó rất là lâu luôn. Câu cuối cùng trong ngày hôm nay. Cô ơi, nó chạy mất tiêu cái ấy rồi cô. Cứ viết phần mình đi.
Now let me check. Number one, the toothbrush was invented in the 15th century. The first pair of eyeglasses was. Lưu ý này, tại sao ở đây người ta dùng was mà người ta không dùng were? Tại vì ở đây người ta đã sử dụng gì? The first pair of, cặp kính mắt đầu tiên. Khi người ta đã nói cặp ở đây nghĩa là người ta đã gom hai cái mắt kính thành một, một cái. Thì bình thường á, mình nói là glasses là số nhiều đúng không? Là bằng hai. Đúng rồi con. Nhưng mà nó sẽ chỉ bằng a pair of glasses. Nghĩa là lúc này mình coi nó là một cặp. Thì lúc này nó lại là số. Ok. Đó. Cho nên là chỗ này nó phải chuyển thành từ cặp rồi. Cho nên nó phải là the first pair of glasses was worn. Đấy. Đôi khi nó sẽ trick mình những cái như thế. Mình không để ý là mình đèo ngay. The first bicycle was ridden in 1791. Được chưa? Rồi, không show answer nữa. Okay. Rồi, 4, 5, 6, 7, right at home. You can check them. Now, complete the second sentence. So does it mean the same as the first? Hãy hoàn thành câu số 2 làm sao cho nghĩa không đổi so với câu số 1. You do number 2 and 3. Làm cho câu 2 câu thôi. Pupils speak English all over the world. They send the invitation to the wrong address. Họ gửi cái thiệp mời tới cái địa chỉ tới một cái địa chỉ sai. Vậy thì là cái thiệp mời đó đã được send tới một cái địa chỉ sai. Rồi lưu ý, viết vào trong này mình phải tự paraphrase nó, có thể thêm một số giới từ ví dụ là send to nè. Mình phải kèm cho con cho cô. Và lưu ý là không quá 3 từ. People speak English all over the world. Xoay xoay nó vẫn là passive thôi. Nó vẫn là bị động thôi.
Ta xem 30 giây để chắc cả đáp án. Không muốn nhắc nữa. Next. Rất nhanh, rất nhanh, chỉ có hai câu thôi. Next. Yeah, the first one, English was spoken all over the world. No, mình đang dùng thì gì? Con phải xác định thì chứ. Ở trên người ta là thì quá khứ, tại vì người ta dùng từ sent. Nhưng ở đây người ta là speak bình thường mà, chứ không phải spoke đâu. Cho nên nó phải là is spoken. Đó, lại bị ẩu rồi. Trường hợp số 2. Was stolen. Động từ bất quy tắc. Hồi nãy, ngay cái video đầu tiên nó cũng có từ ăn cắp đó. Và lúc này stole nó là verb 2 rồi, còn cái verb 1 của nó là steal. Steal, stole, stolen. Chứ không có stole lại còn ed đâu nhé. Dạ. Yeah. Đó, học cái bạn đó chăm chỉ vô rồi. Hôm nay tới đây và ôn. Nghĩa là vẫn còn sai rất là nhiều mà công thức thì biết rồi nhưng mà toàn sai những cái linh tinh như là xác định thì nè. Xong rồi động từ có quy tắc, động từ không có quy tắc. Cái đấy thì bắt buộc là phải đầu tư ở nhà thêm thôi. Ok, cô sẽ chụp thêm bài tập để cố gắng làm trước thứ năm. Đấy, thêm một bài nữa. Viết lại tất cả những cái câu này thành thành câu bị động. Và lưu ý là có những câu sẽ có bài, còn những câu không cần bài. Cứ viết đi. Nghe chưa? Nhiều bài dữ luôn. Ba bài cho mấy. Rồi, và ôn tập tại từ Unit 1 cho đến Unit 6 tất cả những chủ điểm ngữ pháp mà chúng ta đã học để chúng ta chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm thứ năm nha. Goodbye, any question? No. Good luck to you. Tạm tốt ha. Goodbye. Goodbye. Yeah.